chào mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Gấu. Hiện tại là mình đang rất là hồi hộp, chắc phải 2-3 năm rồi á Gấu mới tự nhuộm tóc tại nhà. Cái màu xanh này là cái màu mà Gấu chưa bao giờ sử dụng luôn á. Cái đầu đã xong rồi, bây giờ thì Gấu sẽ đi vào trong rửa đầu luôn. Gấu rất mong là cái buổi nhuộm tóc của ngày hôm nay sẽ thành công. Salon cũng đóng cửa, mình không làm bất kỳ được cái gì hết. Mọi người thấy tóc của Gấu rất là ghê. Bây giờ hiện tại nó chia rất là nhiều màu. Ở trên thì là ra trên tóc, sau đó là một màu vàng. Rồi ở dưới này nó sẽ hơi trắng. Rồi lớp ở bên trong này là màu xanh. Bình thường thì Gấu sẽ hay order của Lam Cream hoặc là cái thuốc nhuộm tóc Purple mà trước đây Gấu đã có từng review và có từng sử dụng rồi. Lần này thì mình muốn thử một cái sản phẩm mới. Thì cái này gọi là mặt nạ màu dành cho tóc. Trên tay của mình là hai màu Aquamarine và màu còn lại là Platinum. Hồi nãy mọi người thấy là Gấu có dơ thêm một cái tuýp này nữa là tại vì Gấu sợ là tóc mình không có đủ. Hai cái túi này là được brand tặng. Đợt đó thì brand tặng cho Gấu một cái hộp rất là nhiều màu và có nhiều gói như thế này. Và trước đó là Gấu đã sử dụng màu Rose Gold và màu hồng. Những cái video trước mà tóc Gấu màu hồng á là Gấu có sử dụng cái màu này rồi. Cho nên là ngày hôm nay thì mình sẽ vừa quay thực hiện các bước mà mình nhuộm tóc và mình sẽ review cho các bạn về cái sản phẩm mới này. Cái loại này nó chỉ giữ màu ở trên tóc mình trong khoảng 1 tuần. Đó là một cái vừa là ưu điểm và vừa là khuyết điểm. Tại vì nếu mà các bạn muốn giữ cái màu tóc của các bạn lâu và bền thì các bạn không nên sử dụng cái sản phẩm này. Nó sẽ bay màu rất là nhanh. Thì trước đây những cái sản phẩm khác của Maroc Oil thì đa số là Gấu hay sử dụng dầu gội, dầu xả, oil để dưỡng tóc. Nhưng mà đợt này thì Gấu thấy Maroc Oil ra cái sản phẩm này thì Gấu rất là thích. Với cái tuýp to như thế này, dung tích là 200ml thì sẽ có giá là 658.000. Cũng hơi sót tiền. Nhưng mà với cái tóc của Gấu là lúc trước mà khi mà Gấu nhuộm màu hồng thì Gấu sẽ sử dụng tầm khoảng 1,5 túi. Cái plan của ngày hôm nay là Gấu sẽ nhuộm ở phần trên này là màu xanh và nửa phần dưới là Gấu sẽ mix chung với lại màu Platinum để cho nó ra cái màu xanh nhạt hơn. Và Gấu sẽ vuốt ở cái phần dưới. Mình rất là hy vọng là cái đầu của mình nó sẽ không có banh dù là ở nhà. Gấu rất mong là cái buổi nhuộm tóc của ngày hôm nay sẽ thành công. Ở đây có ghi là dùng một lượng lớn trên đầu đã gội sạch và lau khô bằng khăn. Sáng Gấu đã dậy và Gấu gội ướt tóc rồi. Thì bây giờ là mình sẽ chia nhỏ tóc ra và mình bắt đầu nhuộm thôi. Gấu sử dụng cái găng tay tự hủy sinh học. Ở đây ghi là tự hủy sinh học thì Gấu cũng hy vọng là nó có thể hủy được, chứ không là mình sẽ bị mặc cảm tội lỗi rất là lớn. Sử dụng cái này rất là nhanh, chỉ mất từ 5 cho đến 7 phút là đã lên được màu và các bạn có thể xả được tóc rồi. So với lại những cái thuốc nhuộm tóc khác thì chúng ta phải để là từ 10-20 phút, có khi đến nửa tiếng thì tóc mới lên màu và chúng ta mới đi rửa. Bây giờ Gấu sẽ đi cái màu xanh ở cái phần ngọn trước. Trước khi mà chúng ta xài thì các bạn nên nhớ mở cái bên trong này ra nha. Các sản phẩm của Moroccan Oil thì Gấu thấy là chưa có bày bán nhiều ở ngoài thị trường trên các trang mạng xã hội, ví dụ như Shopee hay là Lazada. Nếu mà các bạn có tìm thấy những cái sản phẩm của Moroccan Oil trên đó thì nó không phải là hàng chính hãng, đó là hàng xách tay. Còn với những ai mà muốn mua hàng của hãng luôn thì các bạn có thể inbox vào trong fanpage của Moroccan Oil hoặc là Instagram. Nó cũng có vẻ hợp với lại cái màu xanh ở dưới này hả? Hồi hộp quá. Nào. Ui. Hy vọng là cái màu này nó sẽ xinh. Wow. Ê, wow. Từ nó lên nó che cái phần tóc này được ghê. Gấu đang suy nghĩ là hay là Gấu sẽ nhuộm hết nguyên cái đầu màu này luôn ha. Tại vì cái màu Platinum Gấu không biết là nó có lên màu rõ không. Ừ, tại vì cái tóc của mình nó không có lên rõ lắm thì Gấu nó sure. Chết rồi, nó dính vô trong. Ê, màu này lên đẹp quá mọi người. Đây,
Đây là cái màu ở phía dưới tóc mà gấu đã tẩy thì nó sẽ ra cái màu như thế này. Hiện tại thì gấu thấy ở trên màn hình á thì nó vẫn là màu xanh, nhưng mà ở ngoài á thì nó sẽ là màu xanh xám khói, rất là đẹp mọi người. Và nó có hơi ánh xanh lá ở trong đây nữa, tại vì tóc của gấu nó ra vàng á thì nó sẽ có dính một chút xíu màu vàng, nó sẽ bị xanh lá đây. Ok, dễ thương dễ thương. Cái lam cream nhuộm bị khô tóc đó mọi người, nó chỉ mượt lúc là sau khi gội thôi, là sau đó thì nó khô lắm. Cho nên đến giờ là gấu chưa có order thêm cái nào, dù là gấu rất là thích, tại vì màu của lam cream pha rất là đẹp, màu pha đẹp hơn cái bubble của hàng nhiều, và nó rất là pigment, nó lên màu rất là đã. Những cái màu sáng thì nó lên đúng chính xác cái màu nó luôn. Ui, tính ra cái màu này lên đẹp ấy chứ. Ôi trộm vía, cái màu này đúng sàn, đúng đẹp. Đỉnh. Ngay. Trời, rất là mong chờ cái đầu này luôn á. Màu đẹp quá à. Trời, người ta kêu là nhuộm cái này trong 5 đến 7 phút. Mà nội cái việc mà ngồi vuốt cái tóc này thôi thì nó cũng đã hơn mười mấy phút rồi. Thôi mình đó sẽ sử dụng cái này luôn, tại vì không có sử dụng cái màu platinum thì nó sẽ sử dụng cái màu này cho để dành cái tiếp kia. Nào, ôi rồi. A few moments later. Rồi, cái đầu đã xong rồi, bây giờ thì gói sẽ đi vào trong rửa đầu. Ờ quên, gói sẽ đi vào trong cụi đầu kiểm tra kết quả ha. Màu nó sẽ là màu xanh nước biển, nhưng mà ở phía phần ở trên đây á, tại vì nó có một cái lớp màu tím rồi cho nên là nó sẽ hơi giống màu xanh mực, nhưng mà tổng thể cái màu nó khá là đều. Nhưng mà các bạn cũng thấy là nếu như mà tóc của mình màu đen thì nó sẽ không có lên màu gì hết, còn những cái phần mà đã tẩy rồi á thì nó mới lên sáng đẹp như thế này. Và ở trong cái mặt nạ màu của Moroccan Oil nó đã có dưỡng ở trong đó rồi. Khi mà nhuộm và gội xong á thì tóc rất là mềm và rất là mượt, và gấu rất là ưng với cái màu này. Nhìn các bạn như mình rất là hợp với màu xanh, tại vì cái màu xanh làm cho da của gấu nhìn sáng lên đó mọi người. Tính ra cái màu này với lại cái màu xanh mà trước đây gấu đã từng nhuộm thì nó khá là giống nhau. Đang hiện tại thì như thế này, mọi người có thể thấy là cái màu xanh của nó cũng khá là rõ rồi ha, màu lên rất là dễ thương. Ủa sao giọng ngày xưa với giọng bây giờ nó khác nhau dữ gì trời. Gấu đã quay trở lại sau một vài ngày để gấu feedback cái màu này cho mọi người. Sau hai lần gấu sử dụng cái mặt nạ màu của Moroccan Oil với hai màu khác nhau thì gấu thấy là chỉ nên sử dụng cái mặt nạ màu của Moroccan Oil khi mà trên nền tóc của bạn đã có màu rồi. Nó sẽ giữ cho cái màu của bạn đang có, nó sẽ lâu hơn, nó bền hơn, và tóc của bạn khỏe và ống mượt hơn. Mọi người thấy là tóc của gấu rất là bóng. Đó là ý kiến chủ quan của gấu, còn ý kiến của bạn như thế nào thì bạn hãy cứ comment ở phía dưới video. Cái video của ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây, và rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối cái video này. Các bạn đừng quên like và ấn subscribe kênh channel của mình nếu như các bạn là người mới tới kênh của gấu. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.